Lời Chúa thứ tư sau Chủ nhật thứ 11 thường niên ngày 19 tháng 6 năm 2024 Lời Chúa thứ tư sau Chủ nhật thứ 11 thường niên Ngày 19 tháng 6 năm 2024 Thưa anh chị em và các bạn Mỗi ngày thứ tư Chúng ta được mời, mời gọi Ngước nhìn lên Thánh Du Xe Khẩn cầu cho các gia đình Đã gặp những khủng hoảng Về tinh thần, về vật chất Những gia đình làm ăn thất bại Nợ nần trồng chất, phá sản thất nghiệp Những gia đình hiếm muộn Đang khao khát có những đứa con những gia đình có những rặng nứt đổ vỡ vì vợ chồng hiểu lầm nghi ngờ nhau vì có người thứ ba xen vào phá vỡ hạnh phúc gia đình vì tranh chấp nhà cửa ruộng đất mất hết tình nghĩa xin chúa cho các gia đình trong tháng sáu tháng thanh tâm biết quay về với lòng thương xót chúa biết xót thương nhau biết mở rộng tấm lòng tha thứ và đón nhận nhau Mến cha và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ tư sau Chúa Nhật thứ 11 một thường niên. Bài đọc một năm chẵn trong sách các vua quyển thứ hai chương hai câu một câu bốn câu sáu đến câu 14 bốn. Bài trích sách các vua quyển thứ hai. Vào thời Đức giê đem ông Elian lên trời trong cơn gió lốc. Ông Elia và ông Elisa rời Gin-gan các ông đã đến Jericho. Ông Elia bảo ông Elisa, xin anh ở lại đây vì đức Chúa sai thầy đến sông Jordan. Nhưng ông thưa, có đức Chúa hàng sống và có thầy đang sống đây, tôi xin thề sẽ không bỏ thầy. Rồi cả hai ông cùng đi. Năm mươi anh em ngôn sứ cũng đi nhưng đứng ở đàng xa phía trước hai ông. Còn hai ông thì đứng bên bờ sông Jordan. Đan. Ông Elia léo choàng của mình quận lại mà đập xuống nước. Nước rẽ ra hai bên, hai ông đã đi qua ráo chân. Vậy khi đã đi qua, ông Elia nói với ông Elisa, Anh cứ xin đi, thầy có thể làm gì cho anh trước khi thầy được đem đi rời xa anh. Ông Elisa nói, xin cho con được hai phần thần khí của thầy. Ông Elia đáp, anh xin một điều khó đấy. Nếu anh thấy thầy khi thầy được đem đi, rời xa anh, thì sẽ được như thế, bằng không thì không được. Các ông còn đang nói, vừa đi vừa nói, thì này có một cỗ xe đỏ như lửa, và những con ngựa đỏ như lửa tách hai người ra. Và ông Elia lên trời trong cơn gió lốc. Thấy thế, ông Elisa kêu lên, Cha ơi, cha ơi, hỡi chiến xa và chiến mã của Israel. Rồi ông không thấy thầy mình nữa. Ông túm lấy áo mình và xé ra làm hai mảnh. Ông lượm lấy áo choàng của ông Elia rơi xuống. Ông trở về và đứng bên bờ sông Giọc Đan. Ông lấy áo choàng của ông Elia đã rơi xuống và đập xuống nước và nói, Đức Chúa, Thiên Chúa của ông Elia ở đâu? Ông đập xuống nước, nước rẽ ra hai bên và ông Elisa đi qua. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Mời anh chị lập lặp lại câu đáp. Hỡi mọi người cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào. Lạy Chúa, cao ca thay tâm lòng nhân hậu, Chúa dành cho kẻ kinh sợ Ngài và thi thô trước mặt phạm nhân cho ai tìm đến Ngài nương nau. Bên thanh nhan, Ngài dâu họ kỹ càng, khói người đời mưu hại. Ngài che chở họ trong lều thanh, xa tầm lưỡi thị phi. Hết mọi người hưu chung với Chúa, hãy yêu mến Chúa đi. Chúa giữ gìn những ai thành tin, nhưng thằng tay trừng trị người ăn ở kiêu căng. Hallelujah, Hallelujah, Chúa nói, ai yêu mến thầy thì sẽ giữ lời thầy cha thầy sẽ yêu mến người ấy cha thầy và thầy sẽ đến với người ấy hallelujah mời anh chị mở tin mừng chúa giêsu theo thánh matthew chương 6 câu 1 đến câu 6 câu 16 đến câu 18 tin mừng chúa giêsu kitô theo thánh matthew khi ấy đức giêsu nói với các môn đệ rằng khi làm việc lành phúc đức anh em phải coi chừng chớ có phô trương cho thiên hạ thấy bằng không anh em sẽ chẳng được cha của anh em đứng ngự trên trời ban thưởng vậy khi bố thí đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá cốt để người ta khen thầy bảo thật anh em chúng đã được phần thưởng rồi còn anh khi bố thí đừng cho tay trái biết việc tay phải làm để việc anh bố thí được kín đáo và cha của anh đứng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh khi cầu nguyện anh em đừng làm như bọn đạo đức giả chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba ngã tư cho người ta thấy thầy bảo thật anh em chúng đã được phần thưởng rồi còn anh khi cầu nguyện hãy vào phòng đóng cửa lại và cầu nguyện cùng cha của anh đứng hiện diện nơi kín đáo và cha của anh đứng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay, phải rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay, ngoại trừ cha của anh đứng hiện diện nơi kín đáo. Và cha của anh đứng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong bài đọc một năm chẵn sách các vua quyển thứ hai, ta thấy việc Chúa cất Elia đi và cho Elisa là người nối tiếp sứ mạng, ngôn sứ của Elia ở dưới trần gian này. Câu mà chúng ta để ý đây là có Đức Chúa hàng sống và có Thầy đang sống đây, con xin thề sẽ không bỏ Thầy. Một người đệ tử thề với Thầy mình là sẽ không bỏ Thầy. Thực hiện được điều đó không dễ. Vì ta thấy ngay phê rô thề cho dù thế nào đi nữa, con, con không bỏ Thầy. Con nhớ không ạ? Nhớ không? Ông ấy thề sống thầy chết như vậy. Nhưng mà chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ, khi Đức Giêsu bị bắt và khi những có phải là lính tráng hay là những binh hùng tướng mạnh đe dọa thì nó là sợ đây chỉ là một người tớ gái thôi mà hỏi Phêrô là này ông có quen biết gì với ông kia không không trối nhanh lắm không lên thề còn thề nữa không nghĩ là không mà tôi thề tôi không biết gì đến ông ấy cả thưa anh chị em ta cũng chẳng trách Phêrô được đâu vì gặp trường hợp của ta lúc đó liệu ta có làm khác hơn gì Phêrô hay không ở đây Elisa thề rằng có đức Chúa hàng sống có thầy đang sống đấy con thề sẽ không bỏ thầy và Elisa đã đi theo thầy của mình cho đến thầy được cất đi một cách không bình thường. Đấy là có xe lửa, có ngựa đỏ, xe đỏ như lửa, tách hai người ra và Elia lên trời trong cơn gió lốc. Những người mà được Chúa dùng thì Ngài có nhiều cách khác nhau để dùng họ. Và đó là những dấu chứng, dấu chỉ cho thấy Chúa sử dụng người ấy. Và Elia đi rồi thì eliza không xin gì là chỉ xin thường là chúng ta um, xin gì cho mình hô cho con cái tài sản này cho con cái nhà này cho con cái chức vụ này nhưng mà eliza không xin điều đó mà xin hai phần thôi không hết xin hết chỉ xin được hai phần thần khí của thầy thôi ban hay không ban việc đó cũng không phải là của Elia ban cho Elisa mà Thiên Chúa nhưng mà dấu chỉ là nếu mà thấy được Chúa cất Elisa đi như thế nào thì đó là dấu chỉ là thần khí cũng xuống trên Elisa như vậy và Elisa đã thấy điều đó và Chúa đã ban cho Elisa cái thần khí ấy là lúc chúng ta thấy khi Elia leo el choàng cuộn lại đập xuống nước thì nước rẽ làm hai bên hai ông đi qua ráo chân Bê chỉ còn lại một mình Elia Thì Elia cũng lấy áo choàng của Elia rơi xuống mà đập xuống nước và nói Đức Chúa Thiên Chúa của Elia đâu Ông đập xuống nước, nước rẽ ra hai bên và ông cũng đi qua ráo chân Đọc mình thấy được quyền năng của Chúa Thấy được quyền năng lòng thư xót của Chúa Dành cho những người mà Chúa tuyển chọn và thực hiện lời của Chúa Ngày hôm nay ta thấy chúa cũng làm những điều kỳ diệu chứ. Mà nếu chúa làm những điều kỳ diệu thì ta đừng có chống đối. Bây giờ ngày hôm nay người ta một là quá mê tín. Quá mê tín, cái gì cũng thấy đó là điều kỳ diệu, cái gì cũng thấy đó là điều kỳ diệu, đôi khi tưởng tượng ra, rồi khi lên nhìn lên trời thấy có một áng mây gì chụp được cái hình mây nó thế này thế kia cũng đối là chúa hiện diện trong đám mây rồi thấy mặt trời nó chiếu sáng xuống rồi mình chụp hình được cũng mặt trời chiếu sáng Rồi khi ta lại đi quá đâm ra mê tín rồi người ta cho rằng là mình cuồng tín nhìn có gì cũng thấy điều lạ cái gì cũng thấy điều lạ rồi mình sừng sốt làm gây cơn sốc cơn bão nhất là trên mạng đưa hình ảnh này đưa hình ảnh kia rồi cho rằng điều này là lạ lùng điều này là lạ lùng thế kia và ngược lại thì người ta không chấp nhận cái gì lạ lùng hết Thấy cái gì lạ là người ta phản đối, phản bác. Không chấp nhận điều kỳ diệu Chúa đang làm, đang thực hiện. Ồ, oh, đó là mì tín. Uh, đó là uh, tưởng tượng. hư uh, đó là ảo tưởng. Hai thái độ thái quá bất cập đều không đúng. Không đúng. Chúa ban cho con người có đầu óc, có trí khôn, để mình biết biện phân đâu là thánh ý của Chúa, đâu là công việc của Chúa, đâu là đường lối của Chúa. Mình phải sử dụng đầu óc để nên phân cho đúng, đừng có cứng nhắc quá. Đôi khi vì thành kiến, mình không mình sợ người ta cho rằng là mình là mê tín, cho nên mình chẳng tin cái gì cả. Vậy thì mình hóa ra là người gọi là vô tín rồi. Thay vì người ta mê tín, cái gì cũng tin tin lung tung, còn đây mình trở thành người vô tín là chả tin cái gì cả. Thành quân vô đạo luôn rồi, không xong rõ ràng người đó được chúa chữa lành chứ, mà mình cũng phủ nhận. rõ ràng người đó được ơn hoát cải chứ. từ đâu mà anh, em ta quay trở về mà đi sinh tội như thế này? mình cũng bảo ừ tưởng tượng hoặc là bài trò, hoặc là cái gì cũng chạy theo, Ồ cái gì lạ quá, cái gì lạ quá, mà thành những hiện tượng nó bão ở trên mạng rồi thì cái thế cái gì lạ là mình cứ đi theo đi theo đi theo, cuối cùng thành mất cho tự cũng không sống Cho nên một thái độ quân bình Để phân biệt đúng sai phải trái Đừng để cho thành kiến nó vào trong đầu của mình Khi mình nhét trong đầu mình Đóng khung cái đầu mình cái thành kiến rồi Thì nó không ra ngoài cái khung đó nữa Mà cứ cứng nhắc ở trong đó để yên trí ai đã có thành kiến với ai đã thành kiến với sự kiện gì với việc gì rồi thì cứ đụng đến cái đó là mình đưa mình nhạy cảm là mình phản bác phản biện liền lòng thương xót Chúa. Quyền năng lòng thương xót Chúa được thể hiện. Mà có những người vì ác cảm hay là thành kiến với công việc này, với công cuộc này, cho nên cứ nói điện động đến lòng thương xót Chúa là họ phản bác, là họ phản biện, là họ chống đối. Không nhận rằng Chúa đang thực hiện quyền năng của Ngài, thể hiện quyền năng của Ngài. Tại sao trong đây sách thánh nghĩ lại những chuyện này Ông Elia được chúa cất lên trời Bằng một cái xe lửa đỏ và ngựa đỏ kéo cất lên trời Và có cả 50 em ngôn sứ cùng đi Rồi có Elisa chứng kiến Mà tại sao chúa cho Elia có như là môi sen ngày xưa Giữa tay trên nước thì nước rẽ ra mà Đi qua biển đỏ Ráo chân Elia, Elisa đi qua biển ráo chân Và Elisa cũng được thần khí ấy Và làm được chuyện đó và ngày hôm nay chúa ban cho người này người kia có thể làm được những điều kỳ lạ kỳ diệu không phải cho vinh danh họ nhưng mà để vinh danh quyền năng lòng chúa thương xót dẫu chỉ mình biết rằng người đấy thật hay giả là họ tôn vinh họ hay họ tôn vinh quyền năng lòng chúa thương xót dẫu chỉ để mình biết rằng người đó thật hay giả là họ là một cách vô vị lợi hay là làm một cách vị lợi mình thấy có hiện tượng một vị mà hoàn toàn vô vị lợi không nhận bất cứ cái gì người ta cho mình mà sống một cách uh, uh, khó nghèo chân trần đầu đất và chỉ uh, dùng một bữa vào uh, uh, tứ cố vô thân không đòi hỏi cái gì không um, kêu quyên góp gì cả và không nhận bất cứ cái gì cả một cái hiện tượng đó mình thấy rõ ràng là một chân tu chẳng hạn rồi còn khi đó có những người khác thì lợi dụng tôn giáo để mà trục lợi cho cá nhân mình để vinh danh mình thấy đấy. chú ban cho mình có sự khôn ngoan để mình biết biện minh, biện phân cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là thật là giả. Xin chú ban cho mình được cái điều đó. Đó là một thái độ sống quân bình, lý trí và đức tin. Đức tin nó soi sáng hướng dẫn cho lý trí và lý trí tìm hỏi, tìm kiếm khám phá càng hiểu biết bao nhiêu thì càng vững tin bấy nhiêu và càng tin thì càng học hỏi hiểu biết khám phá để cho niềm tin của mình nó vững vàng, vững chắc. Giáo lý thật vững, thật chắc để không ai có thể um, qua mặt mình, không ai có thể làm cho mình hoang mang hoảng sợ, không ai có thể đưa mình vào con đường sai quấy được. Thưa anh chị em, đó là điều mà Chúa mời gọi chúng ta khi mình lắng nghe lời Chúa trong Bài đọc một năm chẵn sách các vua quyển thứ hai Có người nói Thưa cha Nhờ nghe trên mạng Những bài giảng trên mạng này Mà con hiểu được những bài đọc một Chứ đi lễ đi nhà thờ Không thấy cái cha nào nói về bài đọc một hoặc rất ít Tôi nói Đúng Vì các cha làm gì có thời giờ Cái khung bài giảng nó chỉ tối đa được có 15 phút Ngày Chủ nhật Tối đa 15-20 phút thôi chẳng hạn Ngày thường thì 5 phút thì làm sao mà ngồi phân tích được uh, bài đọc một rồi tới nối kết bài đọc một với bài đọc hai? Nãy giờ mất bao nhiêu phút rồi? Bao nhiêu phút rồi? Đó, thương chị em gần hết giờ rồi, 20 phút rồi, thì làm sao được? Cho nên anh chị em cũng thông cảm cho các cha và chính vì như vậy mà chúng tôi cố gắng dành những thời giờ uh, mỗi ngày để anh chị em nghe lời Chúa bài đọc một bài đọc hai phân tích nó cặn kẽ và nó thoải mái không bị một cái quy định nào đóng khung lại lúc đó thì mới có thể hiểu rõ thấu đáo hơn và chúng ta đi sang bài tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh mắt theo chương 6 câu 1 đến câu 6 và câu 16 đến câu 18 chúng ta thấy được rằng là việc bác ái hay là bố thí rồi việc cầu nguyện và ăn chay là ba nét chính yếu của đời sống đạo đức người Do Thái. Nó diễn tả ba mối tương quan của con người. Bố thí hay là bác ái là sự liên hệ đối với người khác. Thứ hai, cầu nguyện là trao đổi trò chuyện cùng Thiên Chúa. Và thứ ba, ăn chay là công việc liên quan đến chính bản thân mình. Ba việc đó diễn tả ba mối tương quan một là với người khác hai là với thiên chúa ba là với chính bản thân mình trong đời sống đạo không thể bỏ qua ba công việc này được thưa anh chị em chúng cần thiết vì đó là hình thức diễn đạt của con người hữu hình một tinh thần chịu sự lệ thuộc của thân xác cái hình thức bên ngoài để diễn tả để biểu lộ cái bên trong Tuy nhiên, thưa anh chị em và các bạn, cũng vì cái hình thức bên ngoài mà việc làm mang những giá trị khác nhau. Có người còn lợi dụng chiếc vỏ hình thức này để che giấu hay là câu nệ hình thức đến mức độ ta gọi là giả hình. Điều mà Chúa Giêsu luôn luôn kết án hỡi kẻ giả hình, bọn giả hình. Chúa Giêsu thẳng thắn kết án bọn người này họ cũng bố thí đấy họ cũng ăn chay đấy họ cũng cầu nguyện đấy nhưng tựu chung những người này chỉ nhằm phô diễn cái tôi của họ để cái tôi của họ được nổi bật lên mà đánh mất cái giá trị đích thực của công việc đấy là bố thí cầu nguyện và ăn chay giữa Thiên Chúa và thế gian đã có một sự tách biệt rõ ràng. Nếu mà chúng ta chỉ tìm kiếm những giá trị trần gian thì con người khó lòng mà vươn tới được với Thiên Chúa. Họ đã được thưởng công cả rồi. Lưu nói nhẹ nhàng của Đức Giêsu cũng là lời tuyên bố dứt khoát đối với những ai mê mải chạy theo các giá trị của trần thế và dù cho họ muốn quay trở về nơi những giá trị đích thực thì giấc mộng phù du đã cản lối bước của họ. Họ chỉ làm cho người ta khen thưởng, khen ngợi, được xưng là ân nhân, là đại ân nhân, là mạnh thường quân, là nhà tài trợ người đỡ đầu, rồi cầm biết bao nhiêu cái mảnh bằng biết bao nhiêu cái bằng to đùng treo. Họ hãnh diện vì tất cả những cái đó, À, tôi nhìn và tôi nói tội nghiệp quá về lúc mà về với chúa đóng góp bao nhiêu mấy tỷ đóng góp bao nhiêu mấy chục tỷ đóng góp bao nhiêu mấy chục cây kèm theo đó là bằng giát đầy chung quanh người lời khen lời chúc tụng lời khen dán đầy hết à, ta không biết người là ai người đã được thưởng công cả rồi đi chỗ khác chơi hồi nha <laughs> tội nghiệp tội nghiệp nhưng mà bây giờ thì nhiều người rất hãnh diện làm chuyện đó và người ta dùng những cái đó để câu người ta đóng góp đóng góp bằng cái đó có người đóng góp nói thư cha con đóng góp này, nhưng mà cho đừng có bây giờ đừng có nêu tên con nhé tôi cười tôi bảo có bảo tôi nêu tôi cũng không nêu mà nếu mà có đưa mà bảo tôi là phải nêu tên thì mới đưa thì tôi gửi ngay lại chứ tôi không có nêu tên Chứ đừng khỏi khỏi phải nhắc là cha đừng nêu tên Tôi hay hỏi Hỏi để tôi ghi rồi tôi báo lại cho biết là ở tôi đã có nhận để cho họ an tâm Thế thôi Báo lại cho người đó chứ không phải báo cho mọi người biết Thế tôi hỏi tên với số điện thoại Tưởng là để tôi báo cho mọi người Thông báo một chuỗi danh sách Có khi trước giờ lễ một cái, một dạng 10 phút thì họ kêu lâu rồi Nhưng mà đọc cái danh sách ân nhân Đóng góp mất 12 phút Ông bà này mà thậm chí ông vô danh đóng góp 5 triệu đó vô danh người ta không muốn nêu tên Thì còn đọc thêm vô danh đóng góp 5 triệu để làm cái gì Có phải không Đã là vô danh rồi thì còn cần phải đọc là vô danh nữa Hồi đó tôi nghe bảo vô danh Bảo cái ông nào ông tên, ông vô danh nào mà ông góp tên nhiều thế Cứ hỏi có tên ông tên nào ông tên ông vô danh không Thưa anh chị em và các bạn Cũng thông cảm người mới đang khó khăn xây dựng thì muốn người ta đóng góp mà muốn đóng góp thì tâm lý con người mà cũng phải nêu danh thì người ta mới đóng góp có vị nó thực ra cũng khổ lắm cho sứ con mà không đọc cái danh sách ấy, thì họ không đóng góp thì không bao giờ xây được cái nhà thờ mà cũng khổ mà mình đọc mà sót cũng chết với nó tôi nói hồi đó từ hồi xưa giờ tôi làm tôi chả có đọc ai cả mà chúa vẫn cứ cho đủ làm làm cái gì cần nói với Chúa rồi làm hết sức mình làm vô vị lợi làm hết lòng hết sức rồi Chúa ban làm cho anh đầu làm đó tôi thấy bao nhiêu công cuộc bác ái từ xưa đến giờ cả 20 năm nay đi đâu có rao tên ai đâu mà đâu có giờ bị sót trong chuyến công tác bác ái nào đâu Chúa vẫn lo mà và có những con người vẫn âm thầm thưa cha con vẫn đúng. Theo dõi cha cả 20 năm nay rồi. Những bước chân của cha đi đến đâu Chúng con đồng hành với cha đến đó Trong âm thầm Anh chị em ở Việt Nam không như hải ngoại Cứ âm thầm lặng lẽ Làm với nhau như thế Có chúa biết Đủ rồi Và thấy hiệu quả công việc Được rồi Tôi đưa những hình ảnh ra để cho Mọi người thấy rằng chúng tôi có làm Vậy thôi Chứ chẳng phải để mà Tuyên dương ai cả Tuyên dương cá nhân nào cả Vì chúa biết mà cha các con ở trên trời thấy rõ những gì các con làm biết rõ những gì các con làm sẽ sẽ đọc lại cho nó chính xác cha các con trên trời thấu suốt những gì kiến đáo sẽ trả lại cho con đứng thấu suốt những gì kiến đáo sẽ trả lại thấu suốt những gì kinh đáo sẽ trả lại có mất gì đâu có mất gì đâu thương chị em có khi còn lời nữa lời nước thiên đàng mà còn mình ham hốt tất cả những danh vọng trần thế này họ sưng tụng mình họ ca tụng mình đi đến đâu cũng được ngồi uh, mâm cao cỗ đầy đi đến đâu cũng được rước sách uh, đón tiếp rồi vỗ tay rồi hoan hô rồi giới thiệu rồi có khi thì dành cho phần đọc sách thánh có khi đọc phần nhân của lễ có khi dành cho phần uh, um, đọc lời nguyện tôi nói sao mà chọn tiêu chuẩn dân của lễ với đạo đọc lời nguyện mới đi rước tiêu chuẩn là những người đóng góp là thế nào vậy thì những người không đóng góp thì không bao giờ họ được làm công việc đó à mặc dù họ rất đạo đức rất, rất tốt lành mặc dù họ đọc rất là hay rất là rõ ràng còn những người mà mà, mà được đọc sách thánh được uh, đọc lời nguyện họ đóng góp nhiều nhưng mà có khi đọc uh, lập ca lập cập chữ nọ sọ chữ kia thương chị em đừng lấy cái đó mình lấy cái đó Việc đọc đức thánh thiện ấy Mà để như là một cách trả công Hay là một cách đền đáp Vì họ đã đóng góp Không, cầu nguyện cho họ Và cũng giúp họ Là đừng nghĩ rằng đó là của mình Đó là của Chúa trả lại cho Chúa thôi Có gì đâu là của mình đâu mà Hãnh diện, đâu có gì đâu của mình đâu mà Vinh vang, đâu có Con chỉ gửi lại cho Chúa những gì Mà Chúa gửi lại cho con Chú gửi cho con để giữ giùm, Bây giờ con gửi lại cho Chúa Bằng cách gửi cho những người nghèo Cha là người mà đầy tớ Phục vụ những người nghèo Thì con nhờ cha làm cái công việc đó Tôi cũng chỉ là người đầy tớ thôi Có gì đâu hãnh diện Người chạy việc thôi bồi bàn cho ly cà phê Hãnh diện Ta bê cà phê Bê cà phê mà cũng hãnh diện cái gì Này cầm tiền đấy Giọt tiền cà phê đây mời Ừ, cầm tiền đưa lại cho uh, ghê chứ có mình được cầm xài đâu mà cũng cầm tiền cũng dựng. đưa cho cái bàn cầm tiền bằng với cà phê cho nên cầu nguyện cũng vậy thưa anh chị em và các bạn cầu nguyện là hướng về thiên chúa mà lại chỉ quy về bản thân mình thì còn chỗ đâu mà cho chúa nữa còn chỗ đâu mà chúa ngự trong mình để mà cầu nguyện với ngài được nữa phải cầu nguyện phải cho mọi người thấy hát phải cho mọi người thấy làm cái gì cũng phải cho mọi người thấy có uhm, lần dưới giáo điểm tin mừng mời, mời mấy ca đoàn xuống hát nó thôi không có xuống đâu xuống mãi cái chỗ khỉ ho cò gáy để hát cái gì tôi nói thì khỉ ho cò gáy không có ai hát lễ thì tôi phải mời các anh chị đến hát chứ không không phải hát nhà thờ đức bà hát vương cung thanh đường hát nhà thờ lớn để mọi người thấy chu xuống đó hát thì cho mỗi nó nghe có nhiều nhiều việc đạo đức mà chúng ta thấy người ta chỉ thích làm cho người ta thấy thì việc đạo đức mà làm cho người ta thấy thì không còn là việc đạo đức nữa. Hay là nó chỉ có cái việc đạo đức chứ không có lòng đạo đức ở trong đó. Phân biệt. Có khi tôi làm việc đạo đức mà không có lòng đạo đức. Đúng không? Vì tôi chỉ làm việc đạo đức để cho người ta thấy tôi đạo đức thôi thì đâu có lòng đạo đức ở trong đó. Mà người ta thích làm những gì cho người ta thấy lắm. Như là phải đi rước Phải chỗ dân hoa Phải làm cái gì thật là rầm rộ cho người ta thấy Phô trương lên cho người ta thấy Hãnh diện lên cho người ta thấy Còn mà lặng lẽ những giờ trầu thánh thể Lặng lẽ ba giờ giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa Lặng lẽ Mình um, lần chuỗi mân côi Ít người chịu lắm Ít người chịu lắm là sao phải thật là rầm rộ kèn trống phước sách ẩm ấy lên Mới chịu tham gia Cho nên tôi mời gọi các bạn là tham gia tình nguyện tín thác với khát vọng. Có mấy người tham gia. Có khi tham gia lần rồi thôi trốn luôn bảo trời ơi đi với cha cực quá. Đi công tác bác ái từ sớm về khuya rồi, rồi, rồi đi bác ái rồi còn bắt đọc kinh lần chuỗi rồi bắt tham bị lễ. Ôi, trời ơi. Vậy tưởng nó đi bất ái là giống như mình đi một chuyến du lịch miễn phí rồi lên nó dạng dạng rồi dơ quà lên người ta quay phim người ta chụp hình rồi cái để đó là một phát ai muốn đến lạnh lạnh rồi mình đi đi về không cho nên là kêu hồi kêu mời mãi mà đâu có mấy bạn chịu tham gia đâu không ai chịu tham gia cả có khi tham gia được bữa hay bữa rồi trốn biệt mà hay lúc đầu thì hang lắm đi được lần hai lần mời mãi chả thấy đi vì họ muốn cái gì phải có danh cơ phải có bằng cơ, phải có giấy chứng nhận cơ, phải có phù hiệu cơ, phải được mọi người biết đến cơ. Còn cứ lầm lũi, chẳng ai biết đến vô danh tiểu tốt này. Lầm lũi đi, lầm lũi về, lầm lũi làm việc. Lặng lẽ, kêu rát cổ bóng họng cũng chẳng mấy người tham gia, nhất là những người trẻ trẻ. Đủ mà lý do để khước từ đa số là công an việc làm bận rộn. Và tôi thấy những sinh hoạt này, những một hoạt đoàn thể hay là các đoàn họ tham gia hàng lắm hăng lắm nhưng bảo vô khát vọng người vô tín thác theo lòng thương xót chúa thôi 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 đọc kinh thôi thôi thì đọc kinh thôi thôi rồi ăn chay là một đền bù cho những sai lầm khiếm khuyết ăn chay là một diễn tả khao khát được thiên chúa lấp đầy mà con người lại tự no thỏa với chính bản thân mình thì họ cũng đâu cần đến thiên chúa nữa đã tìm thấy giá trị nơi bản thân mình thì con người đánh mất giá trị quý báu do công việc đem lại. Cho nên, thương chị em và các bạn, lời Chúa Giêsu dạy trong bài tin mừng hôm nay vẫn còn có tính cách thời sự cho đời sống Kitô hữu và hướng dẫn các hoạt động đạo đức, nhất là những con người đi theo con đường lòng thương xót Chúa. Không chỉ trong việc làm căn bản nơi đời sống đạo mà cả trong đời sống thường của mình nữa. Công việc chỉ có giá trị khi mà những người Kitô hữu biết nhìn công việc bằng ánh mắt của Chúa Kitô, biết phân tích giá trị theo ánh sáng của Chúa theo những gì Chúa hướng dẫn hơn là theo tiêu chuẩn của người thế gian. Có thể người thế gian sẽ cho là thấp kém, cho là hèn hạ không ai biết đến. Tuy nhiên, Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi sự, người sẽ thưởng công trò. Và việc mà người thưởng công là cho ta được làm cái công việc của người, Đấy đã là một phần thưởng lớn lắm rồi thưa anh chị em. Mời anh xem và các bạn mở trang 9 cùng đọc Kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thanh, con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song le bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật thì con xin nặm lây cùng hợp làm một cùng chúa cho chọn xin chúa chờ để cho con lìa bò chúa bao giờ amen chúa ở cùng anh chị em xin thiên chúa toàn năng là cha và con và thanh thần ban phúc lành cho anh chị em chúc anh chị em luôn được bình an